Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần trắc nghiệm. Thứ nhất là chọn câu trả lời tốt nhất để hoàn thành những cái câu bên dưới. Thứ nhất, câu đầu tiên á, he got wet, he forgot his umbrella. Có nghĩa là gì? Anh ấy bị mưa cho nên chấm, anh ấy quên mang dù. Là bởi vì sao? Bởi vì là đi với chữ từ là chắc chắn là nó sẽ có mệnh đề. Câu B, bởi vì thì sau đó sẽ là gì? À, vì sao hết? Chính là cụm danh, sorry, because, nghĩa là chính mình làm mới làm một cái mệnh đề. But là nhưng cũng là một mệnh đề, and cũng là một mệnh đề. Đó, vậy trường hợp A chúng ta loại ra. Vậy là bởi vì, hay là nhưng hay ba, mà bởi vì mới chính xác chứ, đúng không? Mưa mà, quên mang dù mà. Là bởi vì chứ, là câu B. Câu số 2, anh ấy không làm việc nữa. Bởi vì sao? Trời mưa. Đó, bây giờ chúng ta mới thấy xuất hiện cụm từ heavy rain đi. Nhưng mà mặc cho Israel. Đó, phải trường hợp nào? Có nghĩa là gì? Không làm việc nữa bởi vì trời mưa. Cho nên chúng ta dùng câu D là because. Câu số 3, có rất là nhiều khó khăn trong cuộc đời của họ. À, forward chứ. Cho nên it's not, mặc dù on đâu cũng mặc dù, because, bởi vì vậy trong trường hợp là bởi vì, bởi vì sự nghèo khó, nghèo khó, nghèo khổ đó. Chúng ta chưa dùng cái nào đó. Mặc cho sự nghèo khó hay là gì, là bởi cho sự nghèo khó, là bởi đó, bởi vì sự nghèo khó, đúng không? Bây giờ coi khó khăn chứ, người giàu đâu có khó khăn đâu, đúng không? Rồi, câu số 4. Tom đi bộ tới nhà, không, Tom đi bộ tới nhà của ông bạn, chơi guitar, chơi đàn, nhờ vậy thôi. Đó. Là làm gì? Mặc dù chứ, hay gì sai ra? Hay là bởi vì bây giờ chúng ta không có còn sử dụng là inspire hoặc là khó nữa, mà chỉ hai trường hợp là đi khó on đâu, bởi vì sau nó là một, thấy không? Chúng ta thấy đi khó và on đâu thì chúng ta không sử dụng nó bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ là có một mệnh đề, một mệnh đề phải có chủ vị, nhưng mà trong trường hợp này đâu có đó, động từ tiếng Anh mà, đúng không? Một cộng thì chúng ta sử dụng câu B, câu C. Phải trường hợp này chúng ta dùng cái này, à, bởi vì hay sao? Hay là mặc dù, à, có nghĩa là gì? Bằng tôm đó đến nhà của cha mẹ ông bà chơi guitar rất nhỏ nhẹ, vậy là đi khó, đúng không? Nobody could hear her speak too quietly, có nghĩa là không có ai có thể nghe được cô ấy nói nhỏ quá, à, mặc dù không ai nghe được hết đó. Là bởi vì chứ, bởi vì cô ấy nói nhỏ quá thì câu B chứ. Câu 6, chúng tôi quyết định làm gì? Chúng tôi quyết định là có nghĩa là đi sớm hơn, bữa tiệc nó buồn quá, à. Là bởi vì sao? Là bởi vì bữa tiệc nó buồn quá, đúng không? On đâu nè, loại ra nghĩa nó không đâu, because là sao một mệnh đề, không, because sao nó một cục, chứ không phải là mệnh, because mới là mệnh, đó, vậy là because, cục C, nhà 7, đó, nhiều người tin ra nấy, anh ấy thường kể, anh ấy thường nói dối, có tin không? Mặc cả anh ấy thường nói dối, có nghĩa là gì? Tin lắm, mặc cho anh ấy nói dối, biết đó, nhưng mà vẫn tin. Cho nên trong trường hợp này chúng ta lợi chứ, bởi vì bây giờ chúng ta trường hợp inspire up là một mệnh đề, còn on đâu là không, inspire up là cụm chứ, còn on đâu là mệnh đề. Vậy ở đây mệnh đề cho nên chúng ta dùng on đâu. Câu số 8, rất là vất vả, có làm việc vất vả lắm, người ấy vất vả kiếm gì, kiếm tiền mà để nuôi sống gia đình mà. Đó, bây giờ là sao?
là bởi vì hay là mặc dù hay là bởi vì ý kiến để 16 giờ đẹp là on đặt câu số 9 áp sân cô ấy không đi học nữa ngày hôm qua cô ấy không hiểu bài học bởi vì không đi học là sao hiểu được đúng không à, là bởi vì sao bởi vì mấy cái không đi học mà à, vậy là bị khó ốp làm bài làm một cột nữa đúng không câu số 10 hồi nãy sự việc không à cô ta ảm đạm quá đau xót quá và thấy buồn bã là gì là inspired đó với sau đó là cụm mà câu số 11 tất cả chúng ta cảm thấy buồn lắm bởi vì nghe được tin tức xấu xí tin tức không hay lắm là bởi vì sao là bởi vì cái tin tức không hay vì khó hết à toàn mất công việc rồi anh lười quá đi bởi vì sao bởi vì lười đúng không là bị khó rồi mà sao nữa câu 13 tôi đi đến câu lạc bộ vào chủ nhật trời mưa là bởi vì sao là bởi vì trời mưa là câu gì là câu A, bị score.